Hello, chào mọi người. Sáng nay thì Dũng đi làm hơi trễ, trễ nửa tiếng so với thường ngày. Tại vì chở con đi học mà quên mang cặp cho con, nên nó phải chạy về nhà lấy cặp rồi đem lên trường, xong rồi mới chạy qua lấy xe đi làm. Tại vì buổi sáng mà chở con đi đi học mà qua cái đoạn đường bên kia nó kẹt lắm, cho nên là không có đi xe ô tô, nó mất thời gian lắm. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe, đọc và trả lời câu hỏi nha. Con chào chú, con là sinh viên năm 2 của một trường cao đẳng công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ Thông tin ở miền Trung, cụ thể là Đà Nẵng. Con đang học theo ngành Embedded và cũng thấy ngành vi mạch gần đây được nhắc đến khá nhiều. Con mong chú có thể xin cho con xin cảm nghĩ về ngành thiết kế vi mạch trong thời gian tới ạ. À, con cảm ơn chú, chúc chú nhiều sức khỏe. Ok, cái này là một cái câu ha. Của bạn Đất 2505. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2024. Rồi. Câu hỏi của bạn Dũng Đặng 2002. Hỏi cách đây 4 tuần, hỏi rằng là chú ơi, chú cho cháu hỏi, theo chú thì phỏng vấn junior web dev với nhà tuyển dụng ở Việt Nam hay chú trọng ở yếu tố nào? Ok, bây giờ chúng ta đi nha. Câu đầu là về ngành embedded và câu sau thì là phỏng vấn junior web developers. Let's go. Khoan, chưa. Mọi người đợi cho Dũng một chút. Khó lắm. Cái thuốc này nó làm cho cái chân của mình nó rất là mỏi, nhưng mà không xài không được, tại vì bị gọi là dị ứng thời tiết. Không xài là nó nghẹt mũi, xong là thở bằng mồm rất là khó chịu, cho nên là phải xịt. Mà xịt xong á, một ngày mình xịt nhiều quá, nó có cái tác dụng phụ, nó làm cái chân của mình nó rất là mỏi, đi không nổi luôn các bạn, nhiều lúc đi không nổi luôn đó. Ok. Rồi. Thực ra cái này là do sức đề kháng kém là chính. Không? Khi mà coi như là bạn làm việc quá nhiều mà bạn ít nghỉ ngơi, cơ thể bạn chưa có hồi phục, thì sức đề kháng kém thì coi như là những cái bệnh mà nó liên quan tới kiểu dị ứng thời tiết này kia, nó sẽ cứ được cường cường điều hóa, không không phải là cường điều hóa mà là được vậy là nó lại trỗi dậy. Còn khi mà sức đề kháng tốt thì nó giải quyết, cơ thể nó tự giải quyết được. Nói về cái ngành Embedded thì thực ra Dũng đang làm trong một cái công ty mà tuyển rất là đông các bạn làm Embedded, cho nên là Dũng biết rằng là cái ngành này của mình nó đang trên đà phát triển, và đặc biệt là liên quan tới cái câu chuyện của việc các cái công ty công nghệ trên toàn thế giới, người ta đang có cái xu hướng là thoát trung á, tức là không có đặt cái low cost center nằm ở Trung Trung Quốc nữa, mà dịch chuyển qua các nước khác, và ví dụ giống như là Ấn Độ này kia. Thì Việt Nam cũng là một cái nước mà được có thể được lựa chọn và có nhiều cơ hội. Và với cái câu chuyện đó thì rõ ràng rằng là chính phủ Việt Nam đưa ra cái định hướng là tập trung vô vô ngành thiết kế sản xuất vi mạch, cũng như là tập trung vô cái ngành sản xuất chip, là một điều Dũng nghĩ là đúng đắn đó. Đương nhiên thì chúng ta có một cái đối thủ rất lớn là Ấn Độ trong cái cuộc chơi này, và nhưng mà nói chung thì công việc nó, nếu mà nền kinh tế nó tốt thì công việc nó đủ cho tất cả mọi người. Chúng ta đang ở trong cái giai đoạn tương tương đối đáng sợ của nền kinh tế. Nó đáng sợ không có nó nhưng mà nó chưa có phải là cái điều đáng sợ nhất, nó chưa có xảy ra, nhưng mà nó cũng có thể xảy ra, đó là thế giới quay lại một cái vòng lặp chiến tranh. Tại vì các bạn thấy rằng là thế giới chưa bao giờ có một cái thời gian hòa bình mà nó kéo dài lên tới cả 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 hơn cả trăm năm chẳng hạn,
cái đó tương đối khó xảy ra. Một lúc nào đó, một thời điểm nào đó, luôn luôn có một cái quốc gia nó trỗi dậy và nó đòi cái quyền lợi của nó, và cái đó nó dẫn tới những cái cuộc chiến tranh không có hồi kết. Chúng ta có chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, thì liên quan tới người liên minh Đức Áo ha, Phổ rồi gì đó nước Đức, và có thể với cái sự trỗi dậy của nước Nga với Trung Quốc thì cũng có thể làm sản sinh ra chiến tranh thế giới, khi mà cái cuộc chơi người ta đòi hỏi một cái quy tắc mà nó có lợi hơn đối với các cái nước đó, nó có thể là gọi là công bằng hơn cho các nước đó, nhưng mà đối với gì đó cơ góc nhìn của chúng ta thì có nghĩa rằng là các nước đó đòi hỏi một cái quy tắc mà nó có lợi hơn cho họ, thì rất rất có nguy cơ xảy ra chiến tranh này kia. Tuy nhiên thì gì đó, nếu cái chuyện đó nó không xảy ra thì cái ngành công nghệ và ngành sản xuất chip vi mạch rồi các cái phần mềm cho chip cho software nó sẽ diễn ra đấy, và nhu cầu nó sẽ càng lúc càng nhiều lên. Đó là sẽ là điều tốt cho chúng ta. Và Việt Nam mình thì có một cái lợi thế so sánh với các cái quốc gia khác, đó là nhân lực của Việt Nam giỏi về môn toán, và cái khả năng sáng tạo cũng như là đổi mới rất là cao. Đó. Chỉ có một cái là cái focus về mặt quality thì mình vẫn chưa mạnh thôi. Nhưng mà còn cái khả năng mà sáng tạo và thay đổi thì nó tốt. Đó. Và nói theo một nghĩa nào đó thì thậm chí chúng ta còn tốt hơn cả các bạn bên 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 Ấn một chút về mặt tech, nếu mà so sánh mặt bằng chung. Chứ còn thực ra thì có rất nhiều người bên Ấn có cái impact trong ngành công nghệ của thế giới, nên nếu mà nói mà so rộng, so hết tất cả thì rõ ràng là chúng ta chưa có bằng đó. Và cơ hội thì nó nhiều, mà thực ra thì đây là một cái ngành mà coi như là các bạn thấy tất cả các cái thiết bị, tất cả các cái mọi thứ mà các bạn xài thì nó, ví dụ giống như là nhà thông minh vân vân, nó đều liên quan tới ngành embedded cả. Tất cả các cái xe máy hoặc là xe ô tô nó có đều có phần mềm ở trong cả, và thậm chí là nhiều là đằng khác. Một chiếc xe ô tô có tới tầm cái khoảng 50 cho tới 100 con ECU, hoặc là hơn 100 con ECU, Electrical Control Unit. Những cái con đó thực chất được là phần mềm được viết bằng C hoặc là C++, được sinh ra để dùng điều khiển chiếc xe. Và chiếc xe của chúng ta ngày nay nó an toàn hơn ngày xưa, không chỉ bằng bởi thiết kế vật lý, mà quan trọng hơn đó là bên trong của nó là rất nhiều các cái phần mềm để mà phối hợp để giúp cho chiếc xe nó trở nên an toàn. Và rõ ràng rằng là cái ngành mà liên quan tới embedded là một cái ngành rất là thú vị, tại vì bạn có thể tạo ra rất là nhiều thứ với cái ngành đó, ví dụ giống như là điều khiển tự động, các cái ngành giống như là IoT cho ngành agriculture, cho ngành nông nghiệp đó, hoặc là về IoT, hoặc là về viễn thông vân vân, thì tất cả các cái ngành đó nó đều cần kỹ sư công nghệ thông tin biết code với C và C++, nên cái tương lai nó rất là tốt. Hôm qua thì có một cái bạn là mình đọc có một câu là các bạn hỏi là cái công việc nào mà ít cần phải thay đổi nhiều về mặt công nghệ, thì cái ngành embedded là một cái lựa chọn tốt cho bạn đó. Mình đã trả lời trong clip ngày hôm qua, thì hôm nay chỉ là remind lại, nhắc lại cho mọi người thôi đó. Thì tương lai nó rất là tốt, cho nên bạn cứ yên tâm để theo học cái ngành của mình. Còn câu hỏi thứ hai
Câu hỏi thứ hai là câu gì bây giờ mình không có nhớ nữa. À, bây giờ sẽ là tới phong trào treo cờ Tổ quốc ở khắp mọi nơi. Cũng vui. Rồi. À, câu hỏi thứ hai là liên quan tới cái gì đây ta? Đó là câu về embedded. À, tuyển web developer mà ở level junior thì nhà tuyển dụng quan tâm tới gì? Thực ra thì tuyển junior thì nói chung trước cái đã rồi nói tới tới cái câu chuyện web sau. Tuyển junior thì người ta quan tâm gì? Người ta quan tâm tới cái tính kỷ luật. Bạn vô làm bạn có tuân thủ các cái quy định, các cái điều lệ của bên trong công ty hay không? Đó, cái đó là một cái, nhưng mà cái đó thì thông thường là vào trong cực công ty người ta mới quan tâm. Bạn có thể tự chủ động và như là học nghiên cứu rồi gì đó, get familiar với cái dự án được hay không? Đó. Rồi bạn có chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết hay không? Và bạn có thể tự học, tự self study hay không? Đó. Và thêm một cái nữa là mặt bằng kiến thức của bạn có đủ tốt để gọi là vào làm công việc hay không? Thì thực ra là nói vào làm công việc không thì cũng không đúng, mà là cái mặt bằng kiến thức của bạn có đủ tốt để có thể train, tức là huấn luyện trong vòng 3 tháng tới 6 tháng để bạn có thể làm việc được hay không. Thì cái đó nó rất là quan trọng. Cho nên thành ra khi mà người ta phỏng vấn thì người ta có một số cái criteria, có một số cái gọi là gì ta? Criteria tiếng Anh là gì ta? À, tiếng Việt là gì? Tiêu chuẩn là standard, nhưng mà thôi cứ tạm dùng cái từ tiêu chuẩn đi. Để tuyển. Hả? Ví dụ giống như là một cái bạn mà nếu mà làm về về web, mà nếu mà backend thì ví dụ giống như là bạn cần phải biết về một chút về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, biết viết một số câu query bình thường, biết có thể viết về OEM thì là một cái lợi thế. Không thì chỉ cần biết một chút SQL là được. SQL á, rồi gì đó, có khả năng code với cái ngôn ngữ mà cái công ty đó chọn. Thì thông thường thì người ta sẽ prefer là chọn, ví dụ giống như thì các bạn ở trường các bạn học Java thì người ta sẽ prefer chọn bạn để làm dev Java hoặc là .NET hoặc là PHP chẳng hạn, hoặc là Node chẳng hạn. Thì người ta có thể tùy theo công ty, có công ty thì phải có cái skill về cái ngôn ngữ mà họ dùng trong dự án thì họ mới tuyển. Có công ty thì họ không cần tới như vậy. Họ chỉ cần là bạn có thể code được, code giả mã được, hoặc là giải thích một số cái term, một số cái thuật ngữ, hoặc là có thể giải một cái bài toán nhỏ theo kiểu giống như là Codeability hoặc là HackerRank á, nhưng mà các bài toán nhỏ thôi. Đối với Dũng ngày xưa mà Dũng tuyển junior thì rất là đơn giản, Dũng cho làm một vài cái bài toán xử lý chuỗi hoặc là xử lý mảng rất cực kỳ dễ, kiểu giống như là bạn học trong trường, nếu mà bạn có làm bài tập thì chắc chắn là bạn sẽ làm được, chủ yếu là để xem thử là cái khả năng giải quyết cái vấn đề của bạn như thế nào đó. Và Dũng là người soạn ra cái bộ tiêu chí đó để tuyển junior, nhưng mà bây giờ thì Dũng cũng không có nhớ đầy đủ nữa. Dũng nhớ cái gì thì Dũng nói cái đó thôi. Và thêm một cái điểm nữa mà chúng ta cũng cần quan tâm đó, đó là cái thái độ và
cái khả năng về tiếng Anh. Khả năng về tiếng Anh thì rất là quan trọng với các cái công ty mà phải làm việc với người nước ngoài, kiểu giống như là công ty outsourcing mà làm cho thị trường Âu Mỹ, hoặc là các cái công ty mà kiểu như Bosch. Thì Bosch thì là công ty mà nhân viên là từ từ level junior cho tới level cao nhất thì đều có phải sử dụng tiếng Anh rất là nhiều và hầu như là thường ngày. Cái thứ mà luôn luôn đi kèm với họ đó là cái tai nghe. Cho nên là đi các bạn đi vô một cái văn phòng làm việc của Bosch, các bạn thấy nhân viên đó là giống như là các bạn nữ nhân viên trong call center vậy đó, tại ngồi toàn ôm cái tay phone rồi ngồi gọi liên tục với team của các bạn ở nước ngoài, ví dụ giống như ở Áo hoặc là ở Đức như kia đó, hoặc là ở Ấn đó. Thì cái môi trường đó thì tiếng Anh rất là quan trọng. Thì các công ty người ta có thể tuyển bằng cách là cho bạn làm bài tập multiple choice bằng tiếng Anh, hoặc là phỏng vấn, có thể dùng tiếng Anh để phỏng vấn luôn đó. Thì để xem thử là bạn có khả năng nói chuyện được hay không đó. Thì cái kiến thức cơ bản chủ yếu cần là về SQL, một chút về khả năng xử lý hàm, xử lý chuỗi này kia một chút, có khả năng coi như là làm web được thì tốt, chưa có thì từ từ học cũng được đó. Tùy theo cái nhu cầu cấp thiết của công ty thì có công ty người ta sẽ phải tuyển vô rồi người ta train, còn có công ty thì người ta tuyển vô là phải có skill liền đó, thì depend. Nhưng mà tiếng Anh là cũng là một thứ quan trọng. Cái GPA ấy là một cái để chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà GPA của bạn mà tất cả các môn lập trình mà nó đều thấp đều thì khá là nguy hiểm. Cho nên là bạn cũng nên lưu ý ít nhất là bạn phải có một vài môn điểm cao hoặc điểm khá tốt đối với cái kỹ năng cần cho bên ngành lập trình. Ví dụ như là bạn học C, C Sharp này kia mà điểm C Sharp bạn cao thì đó là điều tốt. Chứ bây giờ bạn làm ngành công nghệ thông tin, các bạn đi học với ví dụ giống như là với C Sharp chẳng hạn, hoặc là với Java chẳng hạn, mà điểm của bạn mấy cái môn đó mà nó thấp lè bè là không được. Bạn phải đầu tư thực sự vô mấy cái môn mà nó có liên quan tới cái việc đi học của bạn, ví dụ như là môn cấu trúc dữ liệu giải thuật, môn môn ngôn ngữ lập trình, ví dụ C Sharp hoặc là Java hoặc là Python đó, rồi cái môn về hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó. Thì bạn cần phải đạt được điểm tương đối khá đối với mấy môn đó là ok. Ví dụ giống như là Dũng thì mấy cái môn mà giống như là ngôn ngữ lập trình Pascal rồi C rồi hệ quản trị cơ sở dữ liệu rồi coi như là lập trình với Visual C Sharp rồi gì đó cấu trúc dữ liệu giải thuật vân vân. Mấy cái môn đó thì coi như là điểm của Dũng thông thường là 9 hoặc 10 cả. Nên là thành ra thì Dũng là một loại junior mà rất là dễ kiếm việc. Đó. Chỉ cần ra trường, chỉ cần đưa cái đơn đi thì sẽ sớm có việc. Tại vì có kỹ năng code rồi, và các cái điểm mà liên quan tới công việc thì nó cao. Ví dụ giống như là bạn mà làm trong trong quá trình mà các bạn làm sinh viên đó, thì bạn ngắm đi theo cái chùm công nghệ gì, cái stack nào đó, thì bạn nên đầu tư cho stack đó luôn để build cái skill đó. Cái việc mà bạn đầu tư cho cái stack đó nó rất là có lợi, vì khi mà các bạn ra trường đó, thì các bạn đã có một tí cái kỹ năng rồi, và người ta sẽ đánh giá cao nếu như mà bạn nói được những cái thứ mà về những cái framework hoặc là những cái công nghệ mà được sử dụng thông thường trong cái môi trường hoặc là cho việc sản xuất sản phẩm của họ. Rồi. Nói hết rồi mà giờ tới tới ngang đoạn này thì vẫn chưa có thể đọc câu hỏi được. Hôm qua thì Dũng ngồi Dũng thử cái bản Next Auto phiên bản beta của Auth.js,
thì Dũng rất là thích, tại vì nó rất là dễ để in configure. Thì Dũng đang thử configure với gì đó với Next.js, rồi làm thử xài chung với OAuth của Twitter với Google, thì nó work rồi đó. Giờ thì đang implement để cho cái phần you custom you gì đó user mà lưu trong database, thì thử thôi chứ cũng để sau này có thể guide cho mấy bạn chơi cho vui. Thì nói chung là các bạn làm với JavaScript với lại là gì đó TypeScript này kia thì các bạn được hưởng lợi rất là nhiều, tại vì tất cả các cái dịch vụ ở trên đời này thì nó đều có các điều hỗ trợ cho JavaScript và Node, tại vì nó nhanh gọn tiện đó. Và các bạn dùng script thì các bạn có thể viết được rất là nhanh chóng gọn gàng. Dũng thấy rằng là cái việc mà coi như là làm front end mà với React, với gì đó viết web với Next.js hoặc là với Svelte này kia là nó tương lai của ngành nó sẽ tập trung vào mấy cái công nghệ đó. Nên là các bạn nếu mà các bạn đầu tư thì các bạn có thể đầu tư được với nó. Còn mà khi mà các bạn làm việc trong những cái doanh nghiệp mà nó cần hiệu năng rất là cao, mà đặc biệt là các cái startup, thì người ta sẽ có xu hướng là xài Go ở phần backend. Thì lúc đó bạn có thể gì đó học thêm Go đó. Java hoặc là C Sharp thì nó vẫn ở nguyên đó, vẫn có một cái số lượng nhất định các cái công ty enterprise xài, nên thành ra là các bạn nếu mà các bạn học với các cái ngôn ngữ đó thì các bạn cũng yên tâm, không có vấn đề gì. Còn nếu mà các bạn mà muốn được tham gia vô làm những cái thứ mới mẻ, nó khác lạ, hoặc là có một cái môi trường mà có cái sự tự do sáng tạo nó cao hơn, thì các bạn qua với Go thì các bạn sẽ có tự do hơn. Nhưng mà làm với Go thì rất là thiếu thốn các cái hướng dẫn, các cái sách hoặc là các cái thư viện thì không thiếu, nhưng mà hướng dẫn thì thiếu đó. Thì các bạn sẽ khá là chật vật để implement bất cứ một cái thứ gì. Cái đó là cái khó của làm với Go. Và người ta cũng thường xài Go để người ta implement các cái add function thôi, tức là các cái lambda function đó, chạy bên edge, hoặc là chạy ở gì đó theo kiểu servlet nhiều. Còn mà viết mà theo cái kiểu là full stack, full một cái app mà viết bằng Go thì người ta cũng có, nhưng mà nó ít hơn. Rồi bạn khờ ca tờ ca Khánh Trình hả? Ca tờ Khánh Trình, chả biết bạn tên Khánh Trình hay là tên là Khánh, chắc là Khánh Trình hoặc là Khánh Trình gì đó. Em chào anh Dũng, anh có thể cho em hỏi anh nghĩ sao về công nghệ digital twin? Em có tìm hiểu và mọi thứ vẫn khá mơ hồ. Anh có thể chia sẻ kỹ năng cần thiết để thành một cái kỹ sư digital twin platform được không ạ? Em cảm ơn. Câu hỏi này của bạn về digital twin platform á, thì cái này không phải là thế mạnh của Dũng, nhưng mà Dũng nghĩ rằng là cái digital twin là một cái mà các cái doanh nghiệp người ta cần. Ví dụ giờ lấy ví dụ giống như là đơn giản thôi, các bạn quản lý một cái cụm office nhiều cái tòa nhà, thì các bạn cần biết được tới tình trạng của tất cả các cái thiết bị, rồi cách nó vận hành như thế nào, hoặc là các bạn làm fleet management, quản lý coi như là các cái xe này kia, thì bạn cũng cần cái thứ tương tự. Không biết tại vì sao hôm nay
có vẻ như là cái việc mà coi như là mọi người đi vô mấy cái tòa nhà ở gì đó, đi vô cái con đường của quân đội nó có vẻ khá là khó khăn đó. Cấm không cho đi nữa à. Công trường đang thi công không phận sự miễn vào và nó dẫn tới kẹt tà le me luôn. Cái này nó có thể là có công trình đang thi công thật, nhưng mà cũng có thể là coi như là ở cái giai đoạn mà an ninh cần được thắt chặt. Các bạn thấy xung quanh chúng ta các cái nước giống như là gì đó Campuchia, Thái Lan rồi Myanmar, nó đang xảy ra rất nhiều các cái loại bạo động này kia, cho nên là bên mình cũng thắt chặt an ninh thì chắc cũng đúng thôi. Thì tới Digital Twin thì nó ví dụ quản lý fleet chẳng hạn, thì các bạn thấy là họ cần phải biết là có bao nhiêu cái thiết bị nó đang chạy ở trên đường. Họ họ đón nhận được cái tình huống, ví dụ giống như là xe đang hoạt động như thế nào, có thiếu pin hay không, hoặc là một cái hệ thống mà tưới tiêu chẳng hạn, họ cần biết cái tình trạng của các cái thiết bị nó đang như thế nào, thì họ cần phải có cái khả năng support được cái câu chuyện là digital twin, tức là thấy được cái hiện trạng hoặc là những cái mimic lại cái hoạt động của các cái thiết bị trên thực địa, mặc dù là bạn ngồi mà ở một cái nơi rất xa đó. Thì ví dụ giống như là hệ thống đèn đường, các cái hệ thống quản lý điều khiển trong cái ngành đường sắt, hoặc là trong cái đối với coi như là các cái tàu điện ngầm, subway vân vân, thì biết được hiện trạng và điều khiển được cũng như là mô phỏng được hoạt động của tất cả các cái thiết bị mà đang nằm trên cái đường, các cái đường tàu này kia, nó rất là quan trọng. Thì cái ngành của Digital Twin đó, thì các bạn có rất nhiều ứng dụng. Tuy nhiên thì Dũng thấy rất là ít các cái doanh nghiệp người ta ghi là tuyển, ví dụ giống như là Digital Twin Platform Engineer. Cái thứ đó là thứ mà bạn ít cần quan tâm nhất, thứ mà bạn cần quan tâm nhiều hơn đó. Chiếc VF7 này là một chiếc được độ lại. Nhìn VF7 nó đã đẹp rồi các bạn. Độ lại theo cái kiểu gì đó, sơn thì là màu đen mà thêm viền màu vàng, nhìn nó giống như là cái chiếc mà President hồi trước của VF9. Wuling những chiếc xe nhỏ nhỏ. Thì cơ hội cho các bạn nhiều, nhưng mà các bạn nên tập trung chú trọng vô học các cái skill liên quan tới ví dụ giống như là nếu các bạn bên web thì các bạn học web, các bạn học bên IoT thì các bạn học các cái ngôn ngữ liên quan tới IoT này kia, và cho nó mạnh. Các bạn không cần phải đầu tư quá nhiều cho cái những cái công nghệ mà nó theo cái kiểu dạng ngắt, niche. Cái đó thì bạn gì đó bạn khi mà nhà tuyển dụng người ta tuyển đó, thì người ta cần người ta sẽ train cho bạn, hoặc là người ta sẽ yêu cầu bạn research thêm đó. Dũng nghĩ rằng là đối với câu hỏi này thì Dũng không có thể trả lời một cách tường tận được là với Digital Twin thì các bạn cần phải prepare cái gì, các bạn cần phải chuẩn bị cái gì, training như thế nào.
Cái này thì các bạn cần phải làm theo cái bước là thứ nhất đi lên trên các cái trang job portal nổi tiếng của Việt Nam và cho ngành công nghệ thông tin, và bạn search xem thử là có cái công việc giống vậy hay không. Thì bạn coi cái requirement, cái job description thì bạn sẽ biết bạn cần phải học thêm cái gì đó. Nếu mà nó không có thì có nghĩa rằng là bạn nên tìm những cái công việc mà cái nền tảng nó tương tự để bạn tìm hiểu là nó cần gì. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng là những cái tên mà kiểu giống như là Digital Twin Platform này kia nó sẽ không có sẵn cho các bạn để mà các bạn lên tìm đâu. Và cái nó tuyển cũng khá là nhỏ giọt. Sáng nay kẹt xe rất là dữ. Thì có khả năng là Dũng phải tốn tầm cái khoảng 45 phút hoặc là cả tiếng mới tới được công ty. Chiếc V7 đằng trước được thiết kế rất là đẹp. Nhìn nó gọi là gì đó. Cái dán kiểu giống như là cái mông bự. Cái thân thì nó cũng thon dài, có vẻ nhìn nó rất là bắt mắt. Giờ Dũng coi có cái câu hỏi nào khác thì Dũng trả lời tiếp ha. Câu hỏi là bao la luôn. Đợi chút cho có đèn đỏ. Có bạn hỏi rằng là em thấy hiện tại blockchain lương rất là cao, em có nên bỏ web để theo blockchain không ạ? Câu trả lời là không nên. Blockchain nó là một cái ngành nó niche, thì bạn nên làm web, và nếu bạn thích thì bạn học thêm blockchain, chứ chả có lý do gì mà bạn phải bỏ web cả. Bản thân web nó là cần thiết cho tất cả, bạn thích thì bạn học thêm đó. Kiểu giống như là bây giờ các bạn hỏi anh Dũng anh bỏ .NET, bỏ C# để theo Java đúng không ạ? Thì Dũng chả bỏ cái gì cả. Cái thứ mà Dũng học rồi thì nó vẫn còn y xì nguyên đó. Đương nhiên thì lâu ngày mà ít xài thì nó sẽ bị chậm đi và kiến thức nó không có cập nhật đó. Không có được cập nhật giống như như lúc trước. Ví dụ giống như bây giờ mà Dũng nói về .NET mà ai mà nói về mấy cái tool mới kiểu giống như là Ocelot rồi cái gì thì Dũng hoàn toàn không có idea, bởi vì Dũng chưa có quay trở lại để cập nhật các cái thứ liên quan tới C# này kia. Nhưng mà không có nghĩa rằng là Dũng bỏ C# ha, hoặc là bỏ .NET, hoặc là bỏ Java, hay là bỏ Go, hay là bỏ JavaScript. Nói chung là Dũng không có bỏ cái gì cả. Đương nhiên là mình phải biết đầu tư, và nên nhớ rằng là các bạn làm web, cái đó bạn đi đâu bạn cũng có thể kiếm việc được. Còn cái chuyện mà bạn đầu tư vào một cái ngành ngách niche mà để có lương cao, thì bạn nên nhớ rằng là những cái niche skill á, thì người ta cần, nhưng mà cái số lượng cần tuyển nó rất là ít. Đó, cho nên thành ra nếu mà người ta tuyển được cái vị trí của người ta cần rồi á, thì cho dù bạn có skill đi nữa thì bạn cũng rơi vô cái tình huống là không có việc để làm, thì cái đó nó cũng khá là cam go đó. Rồi còn 14 giây nữa. Anh thấy ngành data engineer và AI engineer ở Việt Nam sau này phát triển thành như thế nào ạ? Em thấy mình đang ở giai đoạn hype của AI. Mình phải nói về cái từ hype. Bạn anh Nguyễn Xuân hỏi cái từ hype có nghĩa rằng là các cái mong đợi nó có thể không có thành hiện thực. Người ta nói tới AI và người ta kỳ vọng về AI rất là nhiều. AI có thể giúp để gia tăng hiệu suất làm việc. AI như là một cái công cụ tạo sinh, tạo ra content. Và thực ra thì các cái cá nhân cũng các cái doanh nghiệp người ta đã tận dụng AI rất là nhiều trong cái ngành tạo sinh và ngành xuất bản, tạo ra content và xuất bản. Đôi khi họ bây giờ họ viết một cái bài viết về một cái chủ đề nào đó,
thì họ đặt cái câu prompt cho AI viết trước, xong rồi thì họ vô họ edit, họ chỉnh sửa, họ thêm thắt những cái idea của mình vô, và họ ghi rằng là gì đó được viết bởi tên của họ và co-create là AI đó. Thì cái ngành AI thực sự thì nó đã có một cái sự gọi là sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới cuộc sống rồi, chứ không phải là nó không có ảnh hưởng đâu các bạn đó. Và cái tương lai của các bạn mà làm ở trong ngành AI thì nó rất là lợi thế. Và theo Dũng thì công việc liên quan tới data engineering với lại là AI trong tương lai nó sẽ cũng sẽ không có ít đó. Nhưng mà data engineering thì nhiều hơn, còn AI thì nó ít hơn nhiều. Nên việc liên quan tới data engineering sẽ khá là nhiều. AI thì người ta chỉ cần số lượng ít thôi chứ người ta không cần nhiều. Một công ty người ta cần 5-7 người làm AI, nhưng mà người ta có thể có thêm tới vài trăm người làm web. Thì các bạn chọn đi theo hướng nào đó là tùy bạn. Đó, bạn chọn cái hướng khó đi hay là chọn cái hướng dễ đi. Miễn sao là bạn có một cái sự đầu tư và các bạn chịu khó trì trí, chịu khó coi như là build cái kỹ năng của mình thì thế nào bạn cũng có việc để làm thôi. Nhưng mà take time thôi. Thì cái ngành mà về AI với lại là ngành liên quan tới data engineering đó, thì Dũng có thể nói như này. Data engineering thì bạn sẽ luôn luôn cần, cho dù có hay là không có AI. Nhưng mà AI thì có thể các công ty nó chưa có thể nó chưa cần, nhưng mà về data thì chắc chắn là nó cần. Cho nên công việc mà liên quan tới data engineering, data analytics thì công ty nào nó cũng cần cả, cần nhưng mà số lượng nó ít hơn web này kia thôi. Rồi, câu hỏi nữa, câu này thì chắc là mình để sau đi ha. Tại vì câu này nói về tương lai của PHP thì mình có thể trả lời dài hơn. Cho nên là mình để sau đi. Và với lại bây giờ cái clip cũng đã 37 phút rồi, cho nên Dũng sẽ dừng lại ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye mọi người.